Thùy Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và quốc tế. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi tới với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine quyết chiến tại miền Nam, Nga dồn lực giữ vững tuyến phòng thủ. Các bạn thân mến, gần 6 tháng giao tranh căng thẳng, cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài mặt trận chủ chốt ở miền Đông, các bên cũng tập trung vào khu vực phía Nam. Khu vực phía Nam là chìa khóa quan trọng. Nga được cho là đang di chuyển xe tải chở quân, xe tăng, pháo kéo và các loại vũ khí khác ra khỏi khu vực Donbas, hướng về phía Tây Nam và trong một số trường hợp di chuyển từ thành phố cảng Mariupol hướng về phía Tây Bắc. Trong khi đó, Ukraine đang sử dụng các loại vũ khí hỏa lực mạnh do phương Tây cung cấp để tấn công các cây cầu, kho đạn dược, tuyến đường sắt với tần suất ngày càng gia tăng ở khu vực phía Nam. Giới phân tích cho rằng xung đột Nga-Ukraine sắp bước sang một giai đoạn mới và cuộc giao tranh ác liệt nhất có thể xảy ra tại chiến tuyến dài 350 km trải dọc về phía Tây Nam, tính từ khu vực gần Zaporizhia đến Kherson, song song với sông Dnipro. Cuộc chiến tại thành phố Kherson có thể là cuộc chiến quyết định kết quả cuối cùng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Peter Schwab, tướng về hưu của quân đội Mỹ, từng là tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đánh giá, khu vực phía Nam là chìa khóa quan trọng. Đó không chỉ là một phép thử, mà còn là một cuộc chiến mang tính sống còn. Quân đội Ukraine nhiều khả năng đang tinh chỉnh lực lượng, bổ sung nhân lực và thiết bị mới. Mục tiêu của họ là đẩy lùi Nga ra khỏi khu vực miền Nam trước khi mọi thứ quá muộn. Phía Ukraine cho biết họ đã giành được nhiều làng mạc và thị trấn ở vùng Kherson. Ông Dmytro Buchi, tỉnh trưởng Kherson do Ukraine bổ nhiệm, nói rằng các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 53 khu định cư. Các chỉ huy Ukraine cho hay các lực lượng Nga đang tập trung đông đảo ở phía Nam để chuẩn bị đối phó với cuộc phản công lớn của Ukraine. Pháo binh và tên lửa tầm xa của Ukraine cũng đã tấn công nhiều mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược với Nga ở khu vực Kherson, bao gồm các cây cầu và mới nhất là tuyến đường sắt nối khu vực này với bán đảo Crimea. Trong những tuần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, giao tranh phần lớn tập trung ở phía Bắc, gần Kiev và ở phía Nam dọc theo biển Azov xung quanh Mariupol. Ukraine đã giành được nhiều bước tiến ở phía Bắc, còn Nga đạt được những lợi ích đáng kể ở phía Nam, trong đó có việc giành quyền kiểm soát thành phố Kherson. Trọng tâm của cuộc chiến sau đó xoay chuyển sang khu vực Donbas ở phía Đông, nơi Nga tái hợp lực lượng và sử dụng pháo binh, tên lửa để tấn công Ukraine, buộc Kiev phải rút lui. Nga đã chiếm giữ các thành phố lớn trong khu vực Lugansk trước khi tạm dừng hoạt động. Chuẩn bị giao tranh dọc theo sông Dnipro. Ở phía Nam, trong nhiều tuần qua, các lực lượng Ukraine đã đạt được thành công nhỏ tại Kherson, nằm bên bờ sông Dnipro. Con sông này đã tạo thành một hàng rào phòng thủ tự nhiên và những bước tiến mà lực lượng Ukraine đạt được là ở sườn phía Bắc, hữu ngạn con sông. Theo các chuyên gia quân sự, cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho một đợt tái tập hợp lực lượng mới để chuẩn bị giao tranh dọc theo sông Dnipro. Tại các khu vực Kherson và Zaporizhia, Nga đang triển khai thêm binh sĩ cùng với các lữ đoàn cơ giới và một số đơn vị đã được huy động trước đó từ khu vực Donetsk và Lugansk. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 2 tháng 8 cho biết một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn mới từ 800 đến 1.000 binh sĩ đã có mặt tại Crimea và sẽ sớm được triển khai đến Kherson trong những ngày tới. Nhà nghiên cứu Mykola Bilyeskov thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia của Ukraine cho rằng các vị trí của Nga ở bờ bắc sông Dnipro rất dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga khẳng định Moscow đã nắm được điểm yếu của HIMARS và sử dụng thiết bị gây nhiễu cũng như thiết bị phản xạ radar để làm mù hệ thống này. Tuần trước, ba cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro, bao gồm cả cầu chủ chốt Antonivsky, đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công của Ukraine. Nga đã gấp rút sửa chữa những cây cầu này, đồng thời lắp đặt cầu phao tạm thời để vận chuyển binh sĩ và vũ khí qua sông. Phép thử lớn đối với Nga và Ukraine. Kherson và Zaporizhia có vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Hai vùng lãnh thổ rộng lớn này có rất nhiều nông trại và các nhà máy điện. Nga đã kiểm soát một phần lớn duyên hải Biển Đen của Ukraine cùng với bán đảo Crimea
và toàn bộ bờ biển của biển Azov. Điều này khiến Nga có khả năng phong tỏa toàn bộ bờ biển của Ukraine. Sự gia tăng nhịp độ chiến đấu và luân chuyển quân có thể đã nằm trong kế hoạch sẵn có của Nga. Moscow đã thành lập chính quyền tại hai khu vực nói trên, cấp phát hộ chiếu Nga cho người dân nơi đây, đưa đồng rúp vào sử dụng thay thế đồng hryvnia. Ông Nick Reynolds, một nhà phân tích chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, Bộ Quốc phòng Anh nhận định đây sẽ là một thách thức lớn đối với khả năng quân sự của Ukraine. Cho đến nay, cuộc phản công của họ vẫn chưa đạt được thành công, trừ khi quân đội Nga rút lui để củng cố lực lượng. Người đứng đầu MI6 của Anh, Richard Moore, tin rằng các chỉ huy của Ukraine nhiều khả năng sẽ cố gắng giành lấy thế chủ động khi quân đội Nga đang bổ sung và cải tổ lực lượng. Ukraine cần phải chứng minh khả năng tấn công đáp trả và nỗ lực giành chiến thắng. Cuộc phản công sẽ là phép thử để xem xét cách thức Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí tinh vi do phương Tây cung cấp, chẳng hạn HIMARS của Mỹ, pháo César của Pháp và pháo tự hành Panzer Haubitze do Đức sản xuất. Sẽ rất quan trọng để xem xét liệu sự hỗ trợ của những loại vũ khí này có mang lại lợi thế đáng kể cho lực lượng cơ giới và thiết giáp của Ukraine hay không. Ông Nick Reynolds lưu ý. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến tại Kherson cũng là phép thử lớn đối với năng lực chống phản công của quân đội Nga, giúp Moscow đánh giá khả năng phòng thủ ở những vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Giống như Ukraine, quân đội Nga cũng bị tổn thất đáng kể trên chiến trường và họ đang phải bổ sung nhiều đơn vị chiến đấu và phải điều chỉnh chiến lược. Nga có vẻ đã đoán trước cuộc phản công của Ukraine từ trước ở phía Nam và đang nỗ lực tìm cách ứng phó. Để giành thắng lợi trong một cuộc chiến, bạn phải luôn luôn thay đổi chiến thuật và tính toán. Người Nga đã dày dặn kinh nghiệm hơn và Ukraine cũng vậy, nhưng vẫn chưa thể đánh giá chính xác bên nào hành động tốt hơn, ông Peter Schwab nhấn mạnh. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị pháo kích, Nga-Ukraine đấu khẩu. Thưa quý vị, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau chịu trách nhiệm trong vụ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia bị pháo kích. Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 8 cáo buộc Ukraine là bên thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện Zaporizhzhia, khu vực mà Moscow đã giành quyền kiểm soát trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự. Theo phía Nga, điều may mắn là không có sự cố phóng xạ nào xảy ra sau khi pháo bắn dồn dập vào nhà máy trên. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga là bên phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Đó là vấn đề về an ninh thuần túy. Quốc gia nào tạo ra mối đe dọa hạt nhân cho nước khác rõ ràng là không đủ khả năng để sử dụng công nghệ hạt nhân an toàn. Ông Zelensky phát biểu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết công suất phát điện của một tổ máy đã bị giảm và tổ máy khác đã bị cắt nguồn cấp điện. Ngoài ra, thành phố Anehoder gần đó cũng gặp vấn đề về hệ thống điện và cấp nước sau vụ pháo kích. May mắn là các quả đạn pháo của Ukraine không trúng cơ sở dầu khí và nhà máy oxy gần đó. Do đó tránh được việc đám cháy lan ra lớn hơn và ngăn được một sự cố phóng xạ tiềm tàng. Thông báo cho biết, hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Moscow sử dụng nhà máy trên làm lá chắn cho các lực lượng quân sự. Mỹ nói rằng Kiev không thể bắn đáp trả Nga vì lo ngại xảy ra thảm họa hạt nhân. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga biến nhà máy thành căn cứ bố trí vũ khí và bắn hỏa lực từ các vị trí nằm gần nhà máy điện. Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên. Phía Ukraine cảnh báo rằng hậu quả của việc một lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động bị tấn công là ngang với việc sử dụng một quả bom nguyên tử. Nằm trên sông Dnipro ở đông nam Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những tuần đầu xung đột. Tuy nhiên, nhà máy điện này hiện vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất không chỉ của Ukraine mà còn của cả châu Âu. Moscow cho biết, mục đích duy nhất của việc các lực lượng Nga tiếp quản Zaporizhzhia là để ngăn chặn các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài lợi dụng tình hình hiện tại ở Ukraine để thực hiện một vụ khiêu khích hạt nhân với những hậu quả khó lường nhất. Chiến lược bào mòn của Ukraine và lựa chọn khó khăn của Nga ở Kherson. Thưa các bạn, trong khi gặp khó khăn ở mặt trận miền Đông và buộc phải nhượng bộ một số lãnh thổ ở Donbass, Ukraine đang giành ưu thế nhất định ở mặt trận miền Nam. Những tuần gần đây, Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch phản công ở Kherson, nhắm vào các doanh trại, kho đạn dược, nhiên liệu bằng các tổ hợp pháo hiện đại như HIMARS do Mỹ cung cấp. Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết họ đã phá hỏng một cầu đường sắt bắc qua sông Dnipro, khiến lực lượng Nga gần như không thể đưa thêm vũ khí hạng nặng vào Kherson.
các cuộc pháo kích của Ukraine làm hạn chế khả năng của Nga tiếp viện cho các đơn vị tiền tuyến ở miền nam Ukraine. Kiev cũng phá hủy các kho nhiên liệu và đạn dược của Nga ở Berislav, đông bắc Kherson. Nguồn tiếp viện của Moscow ở Nova Kakhovka cũng giảm đáng kể. Các chuyên gia gọi đây là chiến thuật bào mòn của quân đội Ukraine, gồm chặn đầu, cắt giảm nguồn lực, phá hủy các tuyến đường hậu cần của Nga. Ukraine đang xâm nhập vào các khu vực hậu phương của Nga và phá hủy lực lượng hậu cần của đối phương. Mick Ryan, một thiếu tướng Australia về hưu, nhận định. Ông bình luận thêm, người Ukraine đang tái áp dụng các chiến thuật truyền thông phi đối xứng mà họ đã sử dụng rất thành công trong thời kỳ đầu chiến tranh, một phần không thể thiếu trong chiến lược bào mòn của họ. Lựa chọn khó khăn của Nga. Chiến dịch phản công dồn dập của Ukraine buộc Nga phải đưa thêm tiếp viện cho mặt trận phía Nam, khiến Moscow đối mặt với quyết định khó khăn trong việc lựa chọn ưu tiên cho các mặt trận khác nhau. Hôm 31 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, các đơn vị của Nga đã tái triển khai từ Maslovyansk ở tỉnh Donetsk đến vùng Zaporizhzhia ở phía Nam. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng, việc tái bố trí lực lượng này diễn ra sau khi Kiev tấn công hai đơn vị đồn trú của Nga tại Vekhny Tokmak và Chernihivka, phía đông bắc thành phố Meritopol, tỉnh Zaporizhzhia. Hôm 1 tháng 8, Phó Cục trưởng Tình báo quân sự Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, Nga đang di chuyển một lượng lớn binh sĩ từ bán đảo Donetsk đến Crimea. Động thái được cho là nhằm tăng cường phòng thủ cho vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Mặc dù khẳng định chiến dịch ở Donbass, miền đông Ukraine vẫn diễn ra theo kế hoạch. Nhưng gần đây, nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang dồn lực lượng về phía Nam. Theo giới chức Ukraine, Nga đang tập trung thêm lực lượng, khí tài đến đông bắc Kherson, đề phòng đợt phản công lớn hơn nữa của Kiev. Đối phương có khả năng sẽ mở một đợt tấn công vào sâu trong lãnh thổ do chúng tôi kiểm soát để đánh chặn từ xa, nhằm ngăn lực lượng Ukraine ngừng các mũi tiến công để chuyển sang thế phòng thủ. Tướng Oleksiy Hromov, Phó Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 4 tháng 8 cho biết. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh, đồng thời bật chuông thông báo để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.